30 phẩm Phật quốc. Bấy giờ Thiện Hiện suy nghĩ, thế nào gọi là đạo của Đại Bồ Tát? Các Đại Bồ Tát an trụ trong đạo ấy, mặc áo giáp công đức, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, mau chứng được trí nhất thiết trí. Phật biết tâm niệm ấy, bảo Thiện Hiện: Thiện Hiện nên biết bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, đều là đạo của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Thiện Hiện, nói chung tất cả pháp đều là đạo của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Không có chút pháp nhỏ nào mà các Đại Bồ Tát đều không học. Các Đại Bồ Tát nào không học các pháp ấy thì có thể chứng được trí nhất thiết trí không? Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không chứng được. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, nhất định không có chút pháp nhỏ nào mà các Đại Bồ Tát đều không học cả. Đại Bồ Tát nào không học các pháp ấy thì nhất định không thể chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không thể biết hết thì không thành Như Lai ứng chánh đẳng giác được. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp tự tánh đều không thì chứng Đại Bồ Tát làm sao học tất cả pháp? Làm sao Thế Tôn đối với pháp không hí luận mà phát sanh hí luận? Nghĩa là có pháp này, pháp kia, do đây, vì đây. Pháp này là thế gian, pháp này là xuất thế gian, pháp này là hữu lậu, pháp này là vô lậu, pháp này là hữu vi, pháp này là vô vi. Đây là pháp phàm phu, đây là pháp dự lưu. Nói rộng cho đến đây là pháp Bồ Tát, đây là pháp chư Phật. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, các pháp sở hữu tự tánh đều không. Nếu tất cả pháp tự tánh chẳng không, thì các Đại Bồ Tát làm sao chứng đắc trí nhất thiết trí, vì tất cả pháp tự tánh đều không. Vì vậy, Đại Bồ Tát nhất định chứng đắc trí nhất thiết trí. Cũng như ông đã nói, nếu tất cả pháp tự tánh đều không, thì chúng Đại Bồ Tát làm sao học tất cả pháp, nói rộng cho đến đây là pháp Bồ Tát, pháp chư Phật. Thiện Hiện nên biết, các hữu tình nào biết tất cả pháp tự tánh đều không, thì các Đại Bồ Tát không cần học tất cả pháp, cũng không cần chứng trí nhất thiết trí. Và vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị làm gì? Bởi vì các hữu tình không biết các pháp tự tánh đều không, nên Đại Bồ Tát nhất định phải học tất cả pháp, và phải chứng được trí nhất thiết trí vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị. Thiện Hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi mới tu học, đối với Bồ Tát Đạo nên quan sát kỹ các pháp tự tánh đều bất khả đắc, chỉ có hư dối phân biệt tạo ra. Chúng ta quan sát các pháp tự tánh đều hoàn toàn không, không nên ở trong ấy sanh chấp thủ, nghĩa là không nên chấp thủ sắc, cũng không nên chấp thủ thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến không nên chấp thủ tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cũng không nên chấp thủ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều không, tánh không chẳng nên chấp trước, trong không của tánh không còn bất khả đắc, huống là tánh không, làm sao chấp trước cái không được. Thiện Hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi quan sát tất cả pháp như vậy, đối với các pháp tánh tuy không chấp trước, nhưng đối với các pháp thường siêng năng tu học chưa từng nhàm chán. Đại Bồ Tát này an trụ trong đây tu học quan sát tâm hành của các hữu tình sai khác, nghĩa là quan sát tâm hành của các hữu tình này ở chỗ nào, đã quan sát rồi như thật biết rõ tâm của chúng, chỉ hành nơi hư vọng phân biệt chấp trước. Bấy giờ Bồ Tát suy nghĩ, tâm hành này đã hành chỗ hư vọng phân biệt chấp trước, ta độ chúng giải thoát nhất định không khó. Đại Bồ Tát này nghĩ rồi an trụ vào bát nhã ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo dạy bảo giáo giới các hữu tình: Này các ngươi nên xa lìa chỗ hư vọng phân biệt chấp trước, đạt đến chánh pháp, tu các hạnh lành. Lại nói, này các ngươi nên hành bố thí, sẽ được tài sản đầy đủ, nhưng đừng ỷ lại sanh tâm kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong đây đều không chắc thật. Nay các ngươi nên hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, sẽ được các thứ công đức đầy đủ, nhưng đừng ỷ lại sanh tâm kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong đây đều không chắc thật. Nói rộng cho đến ngày nay, các ngươi nên hành quả dự lưu, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, nhưng đừng ỷ lại sanh tâm kiêu mạn buông lung. Vì sao? Vì trong đây đều không chắc thật.
Đại Bồ Tát này khi an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo dạy bảo giáo giới các hữu tình hành Bồ Tát đạo, tâm không còn chấp trước. Vì sao? Vì tất cả pháp tánh không nên chấp trước, hoặc mình chấp, hoặc đối tượng để chấp đều vô tự tánh, vì tất cả pháp tự tánh đều không. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát khi tu hành Bồ Tát đạo, đối với tất cả pháp đều không chỗ trụ, đem không chỗ trụ mà làm phương tiện, tuy hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng ở nơi ấy đều không chỗ trụ. Nói rộng cho đến, tuy hành hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, nhưng ở nơi ấy đều không chỗ trụ. Vì sao? Vì tự tánh như thế, người hành, tướng được hành, tất cả đều không, nên ở trong ấy đều không chỗ trụ. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát tuy có thể chứng đắc quả dự lưu, nói rộng cho đến độc giác Bồ Đề, nhưng đối với nơi ấy không muốn chứng trụ. Vì sao? Vì có hai lý do đó là, một là quả kia đều không tự tánh, người trụ, chỗ trụ, đều bất khả đắc, hai là đối với chỗ trụ không sanh vui mừng, không cho là đủ. Vì vậy, ở trong ấy không muốn chứng trụ, nghĩa là chúng đại Bồ Tát thường suy nghĩ, ta nhất định phải chứng đắc quả dự lưu, cho đến độc giác Bồ Đề, không thể không được, nhưng ở trong ấy không nên chứng trụ. Vì sao? Vì ta từ lúc mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đến nay, trong thời gian ấy không có lúc nào sanh ý tưởng khác, chỉ một lòng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng ta nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không thể nửa chừng an trụ trong các quả. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm cho đến khi nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, không có ý tưởng nào khác, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này từ khi nhập sơ địa cho đến thập địa không ý tưởng nào khác, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này chuyên tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không có lúc nào sanh tâm tán loạn. Nếu có sanh khởi ác nghiệp nơi thân khẩu ý đều cùng tương ưng với tâm Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này trụ tâm Bồ Đề, phát sanh Bồ Đề đạo, không bị các việc khác làm rối loạn nơi tâm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp hoàn toàn không sanh thì làm sao chúng đại Bồ Tát phát sanh Bồ Đề đạo? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, tất cả pháp đều không sanh. Ở đây tại sao còn hỏi về sự không tạo tác và sự không hướng đến, nên biết tất cả pháp đều không sanh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải chư Phật xuất hiện ra đời hoặc không xuất hiện ra đời, thì pháp tánh pháp giới các pháp vẫn thường trụ không? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, nhưng các hữu tình không hiểu rõ được pháp tánh các pháp là thường trụ, nên luân hồi sanh tử, chịu các khổ não. Các đại Bồ Tát vì làm lợi ích cho hữu tình, nên phát sanh Bồ Đề đạo, nhờ Bồ Đề đạo làm cho hữu tình giải thoát hoàn toàn các khổ sanh tử, chứng được niết bàn thanh tịnh an vui. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nhờ dùng đạo phát sanh để được Bồ Đề phải không? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Bạch Thế Tôn, nhờ dùng đạo không phát sanh để được Bồ Đề phải không? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhờ dùng đạo sanh không sanh để được Bồ Đề. Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Bạch Thế Tôn, nhờ dùng đạo chẳng phải sanh, chẳng phải không sanh để được Bồ Đề phải không? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì đại Bồ Tát làm thế nào để chứng được Bồ Đề? Phật dạy: Này thiện hiện, Bồ Đề không do đạo hay chẳng phải đạo mà đắc. Vì sao? Vì Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Vì vậy, không do đạo hay chẳng phải đạo mà đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề, thì đại Bồ Tát đã đạt được Bồ Đề đạo, không thể không đạt được. Nếu vậy, lý do nào Thế Tôn lại vì các Bồ Tát nói mười lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, làm cho họ tu chứng? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ông có nói là Phật đạt Bồ Đề không? Thiện hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao? Vì Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật, nên không nói là Phật đạt Bồ Đề. Phật dạy, này Thiện Hiện, đúng vậy, nhưng ông đã hỏi, Đại Bồ Tát đã đạt được Bồ Đề đạo không thể không đạt được. Thiện Hiện nên biết các Đại Bồ Đề tu đạo Bồ Đề, nhưng chưa được viên mãn,